Chào quý vị, bonjour. Je suis Ngọc Trân, ici Ngọc Trân, tôi là Ngọc Trân. Et je suis une petite porte. Đây là một cái cửa nhỏ ha. Du marché, du grand marché của cái chợ lớn gọi là chợ Bến Thành. Maintenant il y a déjà des touristes qui reviennent. Và bây giờ cũng có khách du lịch quay lại rồi. Các bạn thấy đấy. Buôn bán đỡ không anh? Donc ça recommence. Anh ce monsieur quay anh được không? Lui il disait que c'est bien maintenant. Anh có khách luôn. Lui bon il souriait, il disait que c'était bien. Il y avait de la clientèle. Anh nói là bây giờ có khách rồi nên cũng đỡ. Đây. Tôi đi vô tí nha. Bon, je vais filmer un peu le marché à l'intérieur. Tôi sẽ quay trong lòng chợ một chút cho quý vị thấy nè. Đấy. C'est plus vivant qu'il y a un an. Thì bây giờ là khá hơn cách đây một năm ha. Đấy. Voyez. Voyez. Quay các chị được không? Không cho thì nói. Bon. Voilà, vous voyez, donc c'est plus vivant. Il y a des touristes qui reviennent. Tức là có du khách quay lại. Ha? Et ici, on vend du café. Voyez. C'est du café, voilà. Voyez. Et c'est plus vivant. Bây giờ là nó vui hơn. Cách đây một năm là tôi vô là nó vắng que à. Il y a non, il y avait personne. Anh cứ đi tự nhiên anh. Vous voyez. Maintenant, c'est plus vivant. Ça, c'est bon. Je viens ici de temps en temps pour manger. Thỉnh thoảng tôi cũng tới đây để ăn nè. C'est le quartier des petits stands. Đây là cái khu vực mà người ta bán đồ ăn nhỏ nhỏ nhiều lắm. Voyez. Donc voilà. Ça revient. Đấy, không khí nhộn nhịp trở lại.